Phần 3 Phẩm 108 Pháp Môn Athasata Parijaja Vaga Một La Mã Kinh Sivaka Sivaka Sutta 269 Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Gaha Vương Xá Tại Trúc Lâm Chỗ nuôi dưỡng các con sóc Rồi du sĩ Moliza Sivaka đi đến Thế Tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên ngồi một bên du sĩ moliza sivaka thưa với thế tôn thưa tôn giả gotama có một số sa môn bà la môn thuyết như sau thấy như sau con người cảm thọ cảm giác gì lạc thọ khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ Tất cả thọ ấy đều do nhân đã làm trong quá khứ. Ở đây, Tôn giả Gotama nói như thế nào? Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật. pitta. Này Sivaka, hoặc là ông phải tự mình sa măng biết rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật. Hay là, này Sivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên phát danh từ mật ở đây này sivaka những vị sa môn bà la môn nào thuyết như sau thấy như sau con người cảm thọ cảm giác gì lạc thọ khổ thọ bất khổ bất lạc thọ tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ nếu do họ tự mình biết họ thực sự đi quá xa nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, thời họ cũng đi quá xa. Do vậy, ta tuyên bố rằng các sa môn bà la môn ấy thuộc về tà. Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ đàm, niêm dịch, xem ha, vân vân. Này Sivaka, vân vân, khởi lên, phát sanh từ gió, vân vân. Này Sivaka, vân vân, khởi lên phát sanh từ sự gặp gỡ dính nhau của các loại nước trong thân thể, sanipa, tikani, vân vân. Này sivaka, vân vân, khởi lên phát sanh từ sự thay đổi thời tiết, vân vân. Này sivaka, vân vân, khởi lên phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận, vân vân. Này sivaka, vân vân, khởi lên phát sanh từ các công kích thình lình từ bên ngoài vào, vân vân. Do quả dị thục của nghiệp này Sivaka, ở đây một số cảm thọ được khởi lên. Này Sivaka, hoặc là ông phải tự mình biết rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp. Ở đây này Sivaka, những vị sa môn bà la môn nào thuyết như sau, thấy như sau con người cảm thọ cảm giác gì lạc thọ khổ thọ bất khổ bất lạc thọ tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ nếu do họ tự mình biết họ thực sự đi quá xa nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật thời họ cũng đi quá xa do vậy ta tuyên bố rằng các sa môn bà la môn ấy thuộc về tà khi được nghe nói vậy du sĩ Moliza Sivaka Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, vân vân. Từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng. Mật, niêm dịch và gió, sự gặp gỡ các loại nước, sự thay đổi thời tiết, sự gặp gỡ các nghịch vận, sự công kích thình lình, nghiệp quả là thứ tám. Hai La Mã, Kinh 108 Atta Sata Sutta 270 Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông pháp môn về pháp theo 108 pháp môn. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp môn về pháp theo 108 pháp môn? Có hai thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta. Có ba thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta có năm thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta có sáu thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta có mười tám thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta có ba mươi sáu thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta có một trăm lẻ tám thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta và này các tỷ kheo thế nào là hai thọ thọ về thân và thọ về tâm này các tỷ kheo đây gọi là hai thọ và này các tỷ kheo thế nào là ba thọ lạc thọ khổ thọ bất khổ bất lạc thọ này các tỷ kheo đây gọi là ba thọ và này các tỷ kheo thế nào là năm thọ lạc căn khổ căn hỉ căn ưu căn xả căn này các tỷ kheo đây gọi là năm thọ và này các tỷ kheo Thế nào là sáu thọ? Thọ do nhãn xúc xanh, thọ do nhĩ xúc xanh, thọ do tỷ xúc xanh, thọ do thiệt xúc xanh, thọ do thân xúc xanh, thọ do ý xúc xanh. Này các tỷ kheo, đây gọi là sáu thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là mười tám thọ? Có sáu tư duy thân cận Upavichara với hỷ. Có sáu tư duy thân cận với ưu, có sáu tư duy thân cận với xả. Này các tỷ kheo, đây là 18 thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là 36 thọ? Sáu hỷ liên hệ đến gia đình, sáu hỷ liên hệ đến ly dục, sáu ưu liên hệ đến gia đình, sáu ưu liên hệ đến ly dục, sáu xả liên hệ đến gia đình sáu xả liên hệ đến ly dục. Này các tỷ kheo, đây gọi là 36 thọ. Thế nào là 108 thọ? 36 thọ về quá khứ, 36 thọ về tương lai, 36 thọ về hiện tại. Này các tỷ kheo, đây gọi là 108 thọ. Này các tỷ kheo, đây gọi là pháp môn về pháp theo 108 pháp môn. Ba la mã. Kinh vị tỷ kheo anyatara su sutta. 271. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi một bên, tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt thế nào là vị ngọt của thọ thế nào là sự nguy hiểm của thọ thế nào là sự xuất ly của thọ này các tỷ kheo có ba thọ này lạc thọ khổ thọ bất khổ bất lạc thọ này các tỷ kheo đây gọi là các thọ do xúc tập khởi nên thọ tập khởi do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt tức là tránh chi kiến vân vân tránh định do duyên thọ khởi lên lạc hỉ nào đó là vị ngọt của thọ tánh vô thường khổ chịu sự biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ sự nhiếp phục dục tham sự đoạn tận dục tham đối với thọ là sự xuất ly của thọ bốn la mã Kinh Quá Khứ Puba Sutta 272 Này các tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng tránh đẳng tránh giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? thế nào là sự nguy hiểm của thọ thế nào là sự xuất ly của thọ và này các tỷ kheo ta suy nghĩ như sau có ba thọ này lạc thọ khổ thọ bất khổ bất lạc thọ do xúc tập khởi nên thọ tập khởi ái là con đường đưa đến thọ tập khởi do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt tức là tránh chia kiến, vân vân, tránh định. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. Năm La Mã, Kinh Chí, Nana Sutta, 273 Này các tỷ kheo, đây là các thọ. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Này các tỷ kheo, đây là các thọ tập khởi. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến thọ tập khởi. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Này các tỷ kheo, đây là thọ đoạn diệt. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến thọ đoạn diệt. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Vân vân. Này các tỷ kheo, đây là vị ngọt của thọ. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hiểm của thọ, vân vân. Này các tỷ kheo, đây là sự xuất ly của thọ. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Sáu la mã Kinh số đông tỷ kheo Sambahula mươi 274 Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn Vân vân Như kinh số 271 Này các tỷ kheo Có ba thọ này Thế nào là ba Lạc thọ, khổ thọ Bất khổ, bất lạc thọ Này các tỷ kheo những sa môn hay bà la môn nào không như thật tuệ chi sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của ba thọ này, vân vân. Cho đến như thật tuệ chi, vân vân, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Bảy la mã, kinh Sa môn Bà la môn thứ nhất. Bathama Samana Ramana suta 275 Này các tỷ kheo, có ba thọ. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Như kinh số 271 Tám La Mã Kinh Sa Môn Bà La Môn thứ hai Dutiza Samana Ramana Sutta 276 Này các tỷ kheo, có ba thọ. Thế nào là ba? lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Như kinh trên, vân vân. Này các tỷ kheo, có những sa môn hay bà la môn nào không tuệ chi thọ, không tuệ chi thọ tập khởi, không tuệ chi con đường đưa đến thọ tập khởi, không tuệ chi thọ đoạn diệt, không tuệ chi con đường đưa đến thọ đoạn diệt, vân vân. Cho đến như thật tuệ chi, vân vân tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Chín La Mã, Kinh Sa Môn Bà La Môn thứ ba, Tatiza Samana Ramana Sutta. 277. Này các tỷ kheo, có những Sa Môn hay Bà La Môn nào không tuệ chi thọ, không tuệ chi thọ tập khởi, không tuệ chi con đường đưa đến thọ tập khởi, không tuệ chi thọ đoạn diệt, không tuệ chi con đường đưa đến thọ đoạn diệt, vân vân. Cho đến như thật tuệ chi, vân vân, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Mười la mã, kinh thanh tịnh, sudika sutta, 278. Này các tỷ kheo, có ba thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, đây là ba thọ. 11 La Mã Kinh không liên hệ đến vật chất. Niramisa Sutta 279 Này các tỷ kheo, có hỷ liên hệ đến vật chất. Có hỷ không liên hệ đến vật chất. Có hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia. Có lạc liên hệ đến vật chất có lạc không liên hệ đến vật chất có là không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia có xả liên hệ đến vật chất có xả không liên hệ đến vật chất có xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia có giải thoát liên hệ đến vật chất có giải thoát không liên hệ đến vật chất có giải thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại giải thoát không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là hỷ liên hệ đến vật chất? Này các tỷ kheo, có năm dục công đức này. Thế nào là năm? Có các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân có xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây là năm dục công đức này. Này các tỷ kheo, do duyên năm dục công đức này khởi lên hỷ gì? Này các tỷ kheo, đây gọi là hỷ liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia. Tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc khi quán sát tâm giải thoát khỏi tham, khi quán sát tâm giải thoát khỏi sân, khi quán sát tâm giải thoát khỏi si, hỷ được khởi lên. Này các tỷ kheo, đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc liên hệ đến vật chất? Này các tỷ kheo, có năm dục công đức, thế nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân Có những xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây là năm dục công đức. Này các tỷ kheo, do duyên năm dục công đức này khởi lên lạc hỷ gì? Này các tỷ kheo, đây gọi là lạc liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh, có tầm có tứ, tịnh chỉ các tầm và tứ, vì ấy chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ chú xả, tránh niệm tình giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, vì ấy chứng đạt và chú thiền thứ ba. Này các tỷ kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia? Này các tỷ kheo, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Khi quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, lạc và hỉ khởi lên. Này các tỷ kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là xả liên hệ đến vật chất? Này các tỷ kheo, có năm dục công đức này. Thế nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỉ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân. Có những xúc do thân nhận thức khả lạc khả hỉ khả ý khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn này các tỷ kheo do duyên năm dục công đức này khởi lên xả gì này các tỷ kheo đây gọi là xả liên hệ đến vật chất và này các tỷ kheo thế nào là xả không liên hệ đến vật chất ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo đoạn lạc đoạn khổ chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước. Chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia? Này các tỷ kheo, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc quán sát tâm giải thoát khỏi tham quán sát tâm giải thoát khỏi sân quán sát tâm giải thoát khỏi si xả khởi lên này các tỷ kheo đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia và này các tỷ kheo thế nào là giải thoát liên hệ đến vật chất sự giải thoát liên hệ đến sắc là liên hệ đến vật chất và này các tỷ kheo Thế nào là giải thoát không liên hệ đến vật chất? Sự giải thoát liên hệ đến vô sắc là không liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia? Này các tỷ kheo, tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si giải thoát khởi lên này các tỷ kheo đây là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia